Sau hơn một tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi viết về Bác Hồ với chủ đề Học bác lòng ta trong sáng hơn đã nhận được 118 bài dự thi của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong toàn huyện đất đỏ. Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều bài dự thi được đầu tư công phu bài bản, hình ảnh tư liệu minh họa sinh động, Phần liên hệ thực tế, các tác giả đã thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu, đồng thời chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ, đúc rút những bài học, kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả huyện ủy đất đỏ trao một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm chất lượng cao.